Xin cộng đoàn đáp và ở cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua một bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay tôi nhìn thấy quang cảnh anh chị em từ khắp nhiều nơi đến đây hành hương để dâng thánh lễ và kính thánh Martin de Porres. Quả thật là tôi chưa bao giờ được dâng thánh lễ mừng kính thánh Martin đông như thế này. Tôi nhìn thấy cái tấm lòng của anh chị em hết lòng yêu mến Chúa, rất là phấn khởi, rất là vui khi được đến đây dâng thánh lễ và nhờ lời cầu bầu của thánh Martin de Porres ban cho chúng ta muôn ơn lành phần hồn cũng như phần xác. Tôi nhớ lại từ năm 1963, lúc đó tôi còn bé, đang học lớp đệ thất, lúc bây giờ tôi lớp là lớp 6. Thì khi đó thì thánh Martin Porres này vừa mới được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 phong thánh vào năm 1962. Cho nên người ta đã phổ biến cái quyển tiểu sử của Ngài là cái quyển Tấm Lòng Vàng. Ngày xưa in nó bé bằng bàn tay này, giấy nó vàng. Con bé mà tôi đọc tôi cảm thấy rất là thích thú, đọc ngấu nghiến á. Một vị thánh mà xem ra là làm phép lạ nó dễ quá đi, rờ vào đâu là phép lạ đấy.
Chỗ lúc nào cũng làm phép lạ được. Và tôi mê nhất là cái gọi là cái phép tạm gọi theo cái danh từ bình dân là phép thần thông đó. Tức là một mình mà có thể hiện diện hai ba chỗ cùng lúc, đang ở Peru lại thấy ở bên Brazil rồi, đang ở Brazil thấy bên Trung Quốc, Trung Quốc xong lại về bên Peru, đang ở phòng này rồi sang phòng kia, đóng kín cửa mà vẫn cứ vào được. Hấp dẫn lắm, trẻ em nhìn thấy đọc sách hấp dẫn lắm. Ở đâu mà ngài có cái phép kỳ lạ như thế? Chúng ta từ đây đi về Long Khánh, về Sài Gòn đi xe mệt nghỉ, đây là bỗng dưng là thấy rồi. Đó. Cái đời sống của ngài nó có một cái nét gì đó hấp dẫn mà rất là đơn sơ. Đơn sơ lắm. Anh chị em đã đọc tiểu sử, nghe nhiều rồi. Đó. Con người bé nhỏ đó, rồi mang hai dòng máu đó, rồi bố là người Tây Ban Nha, rồi lại tằn tựu với một cái người da màu Peru, nó sinh ra con đó. Cuộc đời nghèo khó rồi bị bỏ rơi đó. Thế mà lại làm những chuyện lớn. Anh chị em đọc tiểu sử của ngài thì thấy rằng thì quá nhiều phép lạ đi. Ngài yêu thương những người nghèo khó, cho họ cái ăn cái mặc, rồi chữa bệnh cho họ, rồi chăm sóc trẻ em bị mồ côi, những người bị bỏ rơi, vân vân. Tất cả những ai đến với ngài đều được ngài can thiệp cho để được sống bình an hơn. Và ngày hôm nay anh chị em đến đây cũng là mang theo biết bao nhiêu tâm tư của chúng ta, từ cá nhân của mình tới gia đình của mình, biết bao nhiêu lo âu, ốm đau, bệnh tật, phần xác, những phiền muộn trong gia đình, hoặc là cảm thấy thân phận tội lỗi của mình, những yếu đuối của mình, đến đây để xin ngài cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta mang đến đây tất cả những ưu tư về gia đình của mình, về cộng đoàn giáo xứ của mình, về hội thánh của mình, về quê hương của mình. Chúng ta lo cho phần xác của chúng ta, nhưng mà nhất là chúng ta cũng ưu tư về phần hồn của chúng ta nữa. Chúng ta đến đây, chúng ta gửi gắm cho Thánh Martin de Porres. Và chúng ta chắc chắn tin rằng là mỗi người chúng ta hôm nay khi ra về, chúng ta cũng nhận được một ơn lành. Có thể chưa chắc như là mình mong muốn, nhưng chắc chắn sẽ được một ơn lành. Ơn lành của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta được tăng thêm lòng tin, niềm hy vọng, được sức mạnh, sự can đảm để chúng ta chu toàn bổn phận của mình, để chúng ta bước theo Chúa. Thưa anh chị em, cuộc đời của ngài là cuộc đời bác ái. Thánh Martin là vị thánh của bác ái, anh chị em đọc. Bác ái thương người lắm. Nhưng mà chúng ta thử hỏi, nhờ đâu mà ngài có cái khả năng làm việc bác ái một cách hiệu quả như vậy? Một trái tim giàu lòng thương xót, giàu lòng nhân ái, nhưng mà lại rất là hiệu quả. Chắc hẳn là anh chị em thấy nó phát xuất từ cái thân phận của ngài thôi. Con người bé nhỏ, con người nghèo hèn, con người thân phận nô lệ. Người nô lệ, người khổ, người nghèo, người thấp kém thì thương người nghèo. Người giàu thương người nghèo khó lắm đấy. Phải là nghèo, phải là thân phận của mình. Mình cảm nhận cái sự đau khổ của mình. Và mình hiểu rằng người kia cũng thế. Và mình yêu thương hơn. Có ăn nhạt mới thương đến mèo, phải không? Người ta nói vậy đó. Mình khổ mình mới thương người khác được. Mình giàu có quá, mình sung sướng quá, khó thương người lắm. Phải là thân phận như Thánh Martin mới biết thương người khác. Và chúng ta cũng đừng quên rằng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này, đã trở thành một con người bé nhỏ nhất trong chúng ta, chịu muôn vàn đau khổ hơn chúng ta nữa, để ngài thương xót chúng ta, ngài cảm thông với chúng ta, để ngài yêu mến và chữa lành cho chúng ta. Nhưng mà không phải chỉ có cái phương diện tự nhiên đó mà anh chị em biết đó. Sở dĩ ngài có cái tấm lòng bác ái và làm bác ái hiệu quả mà chúng ta gọi là phép lạ đó là nhờ đâu? Là nhờ ngài có cái tấm lòng yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ để ý tới các phép lạ thôi. Nhưng mà đừng quên rằng cái vị thánh này ban ngày thì đi phục vụ anh chị em, thế mà rảnh lúc nào thì lên nhà nguyện, nhà thờ cầu nguyện lúc đó. Ban đêm cầu nguyện tới 12 giờ đêm, anh chị em có để ý cái đó không? Ngắm nhìn thánh giá, nhìn nhận ra thân phận tội lỗi của mình,
Và Ngài ăn chay đền tội, đánh tội, dâng tất cả các sự hy sinh đó, hết lòng yêu mến Thánh Giá, hết lòng trông cậy vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính nhờ cái đời sống nội tâm cầu nguyện như thế, Ngài có cái sức mạnh để Chúa sống trong mình và Chúa làm việc cho mình. Ngài ăn chay đánh tội thì Ngài mới cầu nguyện cho chúng ta được. Nhớ rằng khi mình được một ơn nào đó do Ngài cầu nguyện đó, thì bởi vì ngày xưa Ngài đã chịu đánh tội cho chúng ta rồi. Chứ không phải có chuyện cầu khơi khơi, xin Chúa cho ông này cũng khỏe mạnh, cũng được làm ăn, được thuận lợi. Khơi khơi như vậy làm sao mà được ơn, thưa anh chị em? Phải là cả một tấm lòng với Chúa, thâu đêm cầu nguyện với Chúa, ăn chay, đánh tội, hy sinh hãm mình về phần Ngài, chúng ta mới được ơn đó. Mình không muốn làm gì hết, chỉ muốn đến khoán cho ông Thánh Martin thôi, xin Ngài cầu nguyện cho con cái này rồi, hỏi ngày hôm nay ra về được ơn rồi, tung tăng phấn khởi. Thế anh chị em, ơn Chúa đâu có dễ dàng theo kiểu đó, không có đâu. Cho nên Ngài là vị Thánh Martin bác ái, là bởi vì Ngài đầy lòng yêu mến Chúa. Và tình yêu của Chúa ở trong Ngài, đầy tràn trong Ngài, cho nên Ngài tuôn trào sang cho chúng ta. Và muốn làm việc bác ái hiệu quả thì phải kín múc từ ở nơi Chúa, là nguồn mạch bác ái, nguồn mạch tình yêu và nguồn mạch của ân sủng. Không có con đường nào khác. Và thưa anh chị em, Ngài thực hiện, Ngài sống như vậy, chẳng qua là Ngài thực hiện được những điều mà lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay mà anh chị em vừa nghe công bố đó. Ngài nối kết được hai cái điều: hết lòng yêu mến Chúa và hết lòng thương yêu người ta. Khi người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, điều răn nào đó, tôi phải làm cái gì để được sự sống đời đời? Chúa trả lời đơn giản lắm: yêu mến Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và yêu thương người ta như chính mình vậy. Ngài làm được điều đó thôi, đơn giản. Hay là trong bài đọc thứ nhất, anh chị em nghe thấy tiên tri Isaiah nhắc nhở chúng ta đó, một cái người yêu mến Chúa, ăn chay, đánh tội, hy sinh ngã mình, nhưng mà là không biết thương yêu anh chị em mình, không biết tháo cởi xiềng xích cho anh chị em, rồi không biết giúp đỡ cho cái người mình trần, cái người đói ăn, thì cái sự ăn chay của người đó là vô ích. Mà nói mạnh hơn nữa, như Isaiah cũng đã nói, đó là cái sự giả hình. Giả hình khi mình nói rằng mình hết lòng yêu mến Chúa mà mình lại không mở lòng ra với anh chị em của mình. Biết đâu cái sự giả hình đó vẫn tồn tại nơi chúng ta. Có khi người ta đi lễ, người ta xin lễ, người ta lần hạt, người ta làm đủ mọi việc đạo đức hết, nhưng mà không biết thương yêu anh chị em mình. Isaiah nói đó là cái sự giả hình. Không, Isaiah nhắc nhở chúng ta, và chính Chúa Giêsu cũng nhắc chúng ta trong bài tin mừng, yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em nó phải gắn bó với nhau ấy. Nó là một, một tình yêu có hai mặt. Mặt này là mến Chúa và mặt kia là yêu người. Muốn yêu mến Chúa thì phải kết hợp với Chúa, và tình yêu Chúa biểu lộ ra qua sự yêu mến anh chị em. Và muốn yêu mến anh chị em mình cách hiệu quả thì phải yêu mến Chúa, phải kín múc từ tình yêu Chúa. Cho nên lời Chúa và gương sáng của Thánh Martin hôm nay gợi lên cho chúng ta những điều để suy nghĩ. Ngày hôm nay anh chị em đến đây, anh chị em đón nhận được cái sứ điệp nào từ lời Chúa, và Thánh Martin muốn nói với anh chị em điều gì ngày hôm nay? Chúng ta đến đây để cầu nguyện, cầu nguyện cho mình tốt. Chúng ta có biết bao nhiêu những nhu cầu chúng ta cảm thấy yếu đuối, đau khổ tràn ngập, chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện tha thiết, xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Nhưng mà đừng quên phần thứ hai, hãy đi và làm như vậy. Cái dụ ngôn người Samaria nhân hậu đó, Chúa nói với người luật sĩ, ông hãy đi và làm như vậy.
Chúng ta đến đây rồi, chúng ta về và hãy làm như vậy, hãy noi gương Thánh Martin và hãy noi gương cái người Samaria nhân hậu trong bài Tin Mừng. Tôi xin gợi lên hai cái điều này. Thứ nhất, anh chị em có lòng yêu mến Chúa thì chúng ta hãy tuôn trào ra cách cụ thể qua việc bác ái với anh chị em chúng ta. Chắc chắn anh chị em ở đây là những người đạo đức, là những người có lòng mến Chúa. Chúng ta không cần đo đong đếm được, Chúa biết, nhưng mà tất cả đều có lòng yêu mến Chúa hết. Rất tốt, rất cần thiết. Vậy thì anh chị em hãy làm sao cho tình yêu đó nó tiếp tục gia tăng lên, nó đầy tràn để tuôn trào tình yêu Chúa sang cho anh chị em chúng ta. Ví dụ người Samaria nhân hậu đó nói chúng ta điều gì? Chúng ta chưa cần phải làm những chuyện lớn. Chúng ta hãy làm việc bác ái từ những cái hoàn cảnh thực tế chúng ta gặp thường ngày đó. Một người bị rơi vào tay kẻ cướp đó, một ông tư tế thấy vậy né sang một bên khác mà đi. Một thầy Lê Vi thấy vậy cũng tránh sang bên kia mà đi. Còn người Samaria là người ngoại đạo. Samaria là người ngoại đạo. Thấy vậy thì lại gần. Không có né đâu, mà lại gần. Lại gần rồi chăm sóc, rồi có cái gì chữa cái đó. Bôi dầu rồi đưa lên lưng ngựa, rồi chưa có xong đâu, không có bỏ rơi người ta đâu. Đưa vào trong quán trọ, rồi nhờ chủ quán chăm lo cho. Và nếu thiếu thì khi về tôi sẽ trả thêm cho. Một người ngoại đạo. Chúng muốn lấy cái gương đó để mời gọi chúng ta suy nghĩ. Tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp bên đường thôi, chưa phải là phong trào, chưa phải là kế hoạch, chưa phải là những chuyện vĩ đại đâu. Những hoàn cảnh thực tế mà anh chị em gặp trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải biết lại gần. Cái cuộc sống của chúng ta đôi khi vất vả, nghèo khó rồi thì mình cũng khổ nữa. Cho nên chúng ta tìm muôn vàn lý do biện minh để chúng ta né sang một bên, để chúng ta từ chối, để chúng ta không phải làm gì hết. Nhưng mà khi mà khổ thì lại đi khấn. Khi mà nghèo tí thì mong cho mọi người giúp mình. Nhưng mà khi anh chị em mình cần thì phủi tay, né sang một bên mà đi. Thưa anh chị em, chúng ta sống ích kỷ như vậy thì không bao giờ chúng ta được ơn hết. Có khấn với Thánh Martin, khấn Đức Mẹ, Thánh Giuse, không bao giờ được ơn hết. Chúa không ban ơn cho các kẻ sống ích kỷ như vậy. Đừng có khấn nữa. Việc đầu tiên là thể hiện cái lòng nhân ái, bác ái với anh chị em chúng ta nữa. Hỏi cụ thể này, bây giờ anh chị em đến đây cầu nguyện rồi, xin khấn rồi, giờ lát nữa chiều về này, hàng xóm chúng ta cần viên thuốc, mình có cho được không? Những người nghèo mình thấy, mình đối xử làm sao? Mình biết tha thứ cho người ta không? Đi khấn rồi, lễ Thánh Martin rồi, tối nay về làm được không? Lòng yêu mến Chúa của chúng ta phải tuôn trào ra cụ thể qua những hành vi nhỏ bé đối với anh chị em mà chúng ta gặp hàng ngày. Thì đó mới là sống đạo, đó mới là đức bác ái thật sự. Rồi ngược lại, muốn làm việc bác ái thì cũng phải kín múc từ tình yêu Chúa. Không phải bỗng dưng mà làm việc bác ái được đâu. Phải đầy Chúa trong mình, phải đầy tình yêu Chúa trong mình, để Chúa thúc đẩy chúng ta mới làm việc bác ái được. Chúng ta cẩn thận, đừng có làm việc bác ái theo kiểu phong trào, phô trương đó. Đi rồi hô hoán hết rồi thì đi biểu diễn rồi để cho mọi người biết là mình làm việc bác ái. Làm việc bác ái mà chỉ như phong trào, như là một cái phong trào xã hội, từ thiện xã hội, chưa phải là bác ái của Chúa đâu. Bác ái của Chúa là gì? Đó là phải đầy Chúa trong mình, phải có lòng yêu mến Chúa thật, sống chân thành, sống khiêm tốn, hy sinh ngã mình, rồi tuôn trào cho anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có một cái năng lực rất lớn trong con người chúng ta.
Anh chị em thử nghĩ lại xem. Cái năng lực trong mỗi người chúng ta là gì? Không phải chỉ có Thánh Martin đâu, mà mỗi người chúng ta đều có hết. Thánh Martin nhiều chuyện lắm, mà tôi thích cái chuyện này đơn giản thôi. Ngài đi vào, Ngài thăm một cha già đau chân, rồi Ngài lấy dầu, Ngài thoa, rồi sau đó làm gì biết không? Ngài bỏ đó, Ngài lên nhà nguyện, Ngài cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa cho cha già này. Đến chiều gặp lại cha già này, cha già bảo: cha, cảm ơn con khỏi rồi, con bôi dầu chừng mấy phút sau rồi cha khỏi hẳn luôn. Thưa chị em, tôi vừa nói là cái năng lực đó ở đâu? Chúa. Mỗi người chúng ta đều có cái năng lực trong mình hết. Chúa ngự trong chúng ta. Cả một vị Thiên Chúa đang ở trong chúng ta này. Nhờ lòng tin của mình này, lát nữa anh chị em rước lễ này, cái gì ở trong lòng chúng ta? Thiên Chúa vĩ đại, Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa chữa lành ở trong chúng ta. Chúng ta hãy lợi dụng cái kho tàng này để đem Chúa đến với anh chị em chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng chỉ cần làm như Thánh Martin thôi, nhưng mà chắc chắn là hiệu quả sẽ vô cùng to lớn. Cũng là một chai dầu xanh, dầu gió bôi cho anh chị em của mình, cạo gió. Cũng là một chén cơm thôi, cho hàng xóm láng giềng, cho những người nghèo. Nhưng mà cùng với việc xoa dầu gió, xoa dầu xanh cùng với chén cơm, hãy cầu nguyện: Chúa dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Con làm rồi, điều việc của Chúa. Xin Chúa chữa lành người này. Xin Chúa thánh hóa người này. Xin Chúa ban ơn cho người này. Xin Chúa giải thoát con người này. Không phải chúng ta làm, Chúa làm. Hiệu quả. Tại sao chúng ta có cái nguồn lực lớn như thế mà chúng ta không tận dụng? Tại sao chúng ta không biết cầu nguyện hàng ngày cùng với những công việc nhỏ bé, cụ thể mà chúng ta làm? Chắc chắn là chúng ta sẽ đổi mới được cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đổi mới cộng đoàn, đổi mới cái thế giới của chúng ta. Anh chị em thử áp dụng đi. Hãy cầu nguyện nhiều hơn. Hãy để cho Chúa ở trong lòng mình làm những việc nhỏ bé qua bàn tay của mình. Có lần tôi nói với các thầy lang, các bác sĩ, các thầy lang khi bắt mạch người ta đó, thì vừa bắt mạch nhưng mà chịu khó nhìn lên Thánh Giá Chúa. Tay thì bắt mạch mà mắt thì nhìn lên Đức Mẹ. Con chữa bệnh nhưng xin Chúa chữa người này. Không phải chúng ta chữa đâu, Chúa sẽ chữa đấy. Và Chúa bảo chúng ta như thế mà. Nếu chúng ta có lòng tin thì Thánh Martin là vượt qua tưởng là chuyện nhỏ. Chúa bảo sao? Bảo cả cái núi này nó rời chỗ mà nó xuống biển, nó cũng phải nghe lời. Chúa nói chúng ta không tin. Thực sự nếu chúng ta có lòng tin, có đầy Chúa trong mình, chúng ta sẽ làm được những việc hiệu quả như thế. Vậy thưa anh chị em, dưới ánh sáng của lời Chúa và với cái gương sáng rất cụ thể mà nó rất là dễ dàng và nó vừa tầm tay của chúng ta như cuộc đời của Thánh Martin, chúng ta hãy cầu nguyện và thực tập để xin Chúa ban cho chúng ta đầy lòng mến Chúa. Mến Chúa thật, đầy. Không đầy thì không nói gì được nữa rồi. Cố gắng mà đầy, mỗi ngày một chút châm cho nó đầy, đầy lòng mến Chúa. Và tình từ tình yêu Chúa ấy chúng ta tuôn trào sang cho anh chị em của chúng ta. Cái sứ mạng của chúng ta ở giữa trần gian này là gì? Là nối tiếp cái sứ vụ của Chúa, cho Chúa mượn cái bàn tay của chúng ta, cho Chúa mượn cái mệnh của chúng ta, mượn đôi chân của chúng ta để Chúa thực hiện những hành vi cứu độ cho anh chị em chúng ta để đổi mới cái thế giới này. Cái thế giới đau thương, thế giới nghèo hèn, thế giới đau khổ cần phải được chữa lành. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một trái tim mới. Và xin Chúa nhờ lời truyền cầu của Thánh Martin ngày hôm nay ban cho anh chị em muôn ơn lành, phần hồn cũng như phần xác.
Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng hướng về Thánh Martin, dâng lên Ngài những tâm tình yêu mến và những ước nguyện. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Từ đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là thương nghi hoàng của Đức Pháp Thân. Chúng con kính mừng và cầu khẩn người, từ tòa cao người ngự, xin coi thương nhân lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người, và niềm vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ thanh đáng, và thanh ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng đã làm cho Thánh Martin trở thành người phục vụ tin mừng tình thương. Xin Người ban sức mạnh cho anh chị em trong ơn gọi của mình. Amen. Thiên Chúa đã biểu lộ lòng dịu dàng yêu mến của Đấng cứu độ chúng ta nơi Thánh Martin. Xin Người làm cho anh chị em nên giống hình anh con một của Người. Amen. Thiên Chúa đã làm cho Thánh Martin trở nên người công bố lòng thương xót cho những anh chị em nghèo khổ. Xin Người đổ tràn ơn sủng của Chúa Thánh Thần để giúp anh chị em loan báo tin mừng tình thương của Người. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình đã kết thúc. Cộng đoàn tu viện Thánh Martin kính chúc quý ông bà và anh chị em đón nhận được nhiều ơn lành nhờ sự chuyển cầu của Thánh Martin, đồng thời biết noi gương sự phục vụ trong yêu thương của thánh nhân để mỗi người trở nên chứng nhân đích thực của lòng Chúa thương xót.